Đó, nhìn nắp vô không? Đó. Rồi bây giờ mình lại nhắc lại mà 2 phút xong mình sẽ nhắc xuống nha. Hello, mình chào tất cả mọi người nha. Ở ngoài đây hơi gió hơi ồn nha mọi người thông cảm nha. Gió nó rì rì. Thì mọi người thấy cái cảnh này quen không? Đó. Đây là cái ngôi nhà hon mà lúc trước mình kêu chiếc xe mình dựng nha. Cái ngôi nhà hon lúc trước mà mình đi thử thách 24 giờ mình sống ở ngôi nhà này mọi người. Đó, bây giờ mình chạy ra đây. Mình hôm nay là mình chạy ra đây là giờ này cũng ngà bóng sớm rồi. Thì hôm nay ở đây mình sẽ thực hiện một cái clip cho mọi người xem. Hôm nay mình sẽ gọi là mình nấu mì bằng nước xì tin ở trong trái bí đỏ nha. Đó, mình có chuẩn bị hết luôn rồi mọi người. Đó thì mình có chuẩn bị đây nè. Đây là hai gói mì Hảo Hảo. Đó, đây là hai chai xì tin. Đó, hai chai để mình dùng làm nước mình nấu mì. Còn đây là trái bí đỏ nè mọi người. Cái này là cái chén, quên, cái này là cái muỗng với lại cái đũa đũa lấy mình ăn nha. Đây là cái trái bí đỏ, quan trọng là cái này nè mọi người. Đó. Mình đã cắt nó xong rồi. Mình lấy hột ở trong là hết rồi. Đó mọi người xem nè. Đó, trong đây một khoảng trống thôi để mình đổ nước vào mình nấu và mình nước sôi lên mình bỏ mì vào đó là nó chỉ lúc đó là bí nó sẽ mềm ra mọi người, nó thấm vô cái chất nước xì tinh rồi nó hòa lẫn với mì nữa, và mình sẽ review thử xem cái món này nó như thế nào cho mọi người xem nè. Đó, đây là cái dĩ này để lát mình kê hai cục đá rồi mình để cái dĩ này lên đó, rồi mình bỏ trái bí lên để cho mình quá trình mà mình nấu nó không có rã trái bí ra nha mọi người. Đó thì bây giờ là không có chờ cái gì nữa, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nhóm lửa lên ở đây và mình bắt đầu mình chỉ tiến hành mình nấu mì trong trái bí nha. Ồ gió quá, mình trời này nhóm lửa hơi khó mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ đỡ trái bí lên đây nha mọi người. Đó, quá nóng quá. Rồi xong bây giờ mình sẽ dỡ cái nắp này ra. Đó là mình sẽ đổ nước xì tinh vào. Món ăn độc mà lạ nha mọi người, không biết có ngon hay không. Đó, đổ nước xì tinh vô. Không biết một chai nấu đủ hai con mì không ta. Mình đổ thêm chai nữa rồi mọi người, hai chai luôn nha. Đó, đổ hai chai vào rồi bây giờ mình đậy nắp lại và mình sẽ đợi cho nó sôi thôi nha mọi người. Đó. Mọi người nếu yêu quý cái món ăn này và yêu quý mình thì mọi người cho mình một like và một đăng ký kênh cho mình có động lực. Ai da, chưa có động lực mà mình thấy mình phòng tay rồi. Ui giời. Rồi bây giờ mình chờ cho nước có sôi rồi mình sẽ đổ mì vào nha mọi người. Nước sôi rồi mọi người, mình dỡ thấy nước sôi rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ mì vào nha. Đó, xíu mày ra bỏ vào. Bỏ xuống vô một cái đậy lại còn 2 phút rồi mình nhắc xuống liền nha mọi người. Đó. Quay à, nóng. Quay. Nằm vô em. Đó, đắt cho vậy vô mọi người. Ôi chết cha. Rớt cái muối vô á. Rồi xong không sao, với muối nó, với muối nó còn ấy mọi người để nó luôn đi. Để mình đắp ra. Không muối nó không có vô đâu. Đó, một gói. Tiếp gói nữa. Có hai muối vào, hai gói vào. Đó, trời ơi cái món ăn này mà ta nói cho làm xong rồi bắt đầu cái mình đem mình đổ cho chó ăn mọi người. Đùa nha mọi người. Người mình có ăn, mình có ăn đem đổ cho chó. Đó, bây giờ tiếp theo nè, một gói nữa. Đó, vô em. Hay quá em ơi. Trời ơi món ăn độc lạ quá em ơi. Đó, thêm cái dầu này mọi người. Đó. Rồi xong. Mọi người xem nè. Đó, nhìn nắp vô không? Đó. Rồi bây giờ mình để nắp lại mà 2 phút xong mình sẽ nhắc xuống nha. Ủa nó cháy ha này luôn mọi người. Tình hình là ở bên kia gió quá, mình phải chuyển qua bên đây mình ăn cho đỡ gió. Ê. Quá hó bụi. Bây giờ mình sẽ dỡ làm thử nha. Wow, cái mùi bí nó nướng lên y như là cái mùi khoai lang mình nướng á mọi người, y chang luôn à. Dỡ nè. Ở đây mà còn gió mọi người, ở trước kia gió quá.
Wow, nó hít luôn mọi người. Thơm phức luôn. Ui ui. Bữa sau chút thì ăn. Đây nè, đây mình gấp cái muối luôn. Mình gấp cái muối với muối ra nè. Đó thấy không? Nồi nó tự nhiên nó rớt vô rồi mọi người. Bực mình dễ sợ luôn. Trời ơi, mì nó màu đỏ luôn mọi người ơi. Wow, nó thơm. Wow, mọi người coi nó thấm mì vô nó màu đỏ nè. Đó, mọi người xem này, đó mì màu đỏ luôn. Đó. Bây giờ mời mọi người nha, cùng với mình thưởng thức cái món mì này. Đó, mọi người. Quất nha mọi người. Mình để camera xét cái gần chút chứ xa quá. Đó. Sao đẹp trai dữ ta. Mời mọi người nha, miếng nha. Đâu, ăn ngọt sốt luôn trời. Ui. Ngọt như đường luôn mọi người. Cái hột bí này, nãy mình lấy ra chưa hết á. Wow, nó ngọt. Nó ngọt như là khi mà nước thịt tinh mình nấu sôi lên rồi, nó không phải là nó còn mùi cái mùi thịt tinh nữa. Nói chung là nó như nước đường vậy mọi người. Bây giờ mình bỏ đường cho mình nấu nước vậy á. Một sớt luôn à. Trời gần mưa. Kéo mây mọi người. Ăn đủ này xong mình về. Phải mưa. Nói chung là cũng ngon mọi người. Và đặc biệt là nó ngọt. Chứ không mình ngồi cái vị ngọt ra thì mình không cảm thấy cái vị nào mà nó nhiều lắm. Ngồi cái vị ngọt. Bí thì nó thơm. Nó thơm bên ngoài nè, như khô len vậy á, như khô len mình nướng luôn. Ngon. Cái bên nước nè. Ui, nó ngọt sốt luôn. Có cái loại gì mà lưng loại ngày loại này hết mọi người. Ngon quá. Ngon quá. Ăn này ăn lần thôi, ăn nhiều lần tiểu đường chết luôn mọi người. Ngọt không cưỡng nổi. Nước có thấm vô mì đó chết không? Họ ăn mà cái miệng mình đỏ luôn nè. Trời ơi. Nhìn kỹ là đẹp trai dữ trời. Quá phê. Quá đã. Hồi nãy mình hút đúng cái lá gì mà nó ngứa rồi mọi người. Ngon quá. Phê quá mọi người ơi. Hấp dẫn quá. Không còn gì bằng hết. Ráng không có hết cái này là về tranh thủ mưa tới mọi người. Hết rồi mọi người. Hết rồi. Sạch luôn mọi người, còn nước không à. Rinh bỏ qua bên, hồi nãy rinh không được nóng quá, bây giờ hết nóng mình rinh bỏ bên. Wow. Thì xong rồi mọi người, cái món mì nấu với nước xì tinh ở trong chai bí đỏ của mình đến đây là kết thúc. Tại vì mình đã ăn hết hai cái mì mà thực sự là nó quá ngọt mọi người. Ăn cái này mọi người mà có làm ăn thử mọi người, ăn dần lần thôi nha. Ăn 2-3 lần, ăn 4-5 lần liên tiếp là coi chừng là đái đường luôn á mọi người. Đúng là đường mình đái á. Ok thì xong rồi, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian của mình ra để xem clip của Huỳnh Khai TV nha. Thì mọi người đến rồi nhớ ủng hộ cho mình một cách là bấm like và đăng ký kênh nha. Đó, bây giờ thì thời gian đã dài rồi, mình xin dừng clip ở đây. Và mình phải đi về, trời sắp mưa rồi mọi người. Để một lát mưa cái xào xuống là mình ướt như chuột lột luôn. Bây giờ mình xin chào mọi người ở đây qua một ngày mới. Thì mình xin chúc mọi người thật là nhiều hạnh phúc và vui vẻ trong cuộc sống nha. Bây giờ thì mình xin tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha. Sao ta? Mình no quá, mình ở. Bye bye mọi người luôn nha. Bye bye.